Rồi, bây giờ mình đang đứng trên cái đập, cái bờ kè. Bây giờ mình đi vòng xuống chỗ bảo, đi xuống đó mình câu cá. Chỗ này thì là cái cửa biển á, sông chảy từ kia ra, sông chảy này là biển ngoài này nè, biển đó. Chỗ này thì không tắm được đâu, tại nước nó ấy lắm, câu cá thôi. Bây giờ mình chọn cái lỗ này nè, mình câu cá bóng thôi chứ không có câu cá ngoài kia, tại ngoài đó câu không có đâu, không đúng giờ này nước nó xuống á. Mình câu là mồi con tôm nè, móc lại mồi nữa. Nước lên sắp cái nước rồi mất mồi rồi. Nào quay phim em một con cá đầu tiên của anh Bảo. Đi coi kiếm cái cống rồi thắng đi. Ây da, một con cá. Cha nào hưởng nước nào. Bây giờ đổi máy quay. Máy quay kia nó to, nó vướng. Chờ cái này gặp vô mắt rồi. Sướng nè, câu sướng nè. Nãy giờ mày làm cọt đó, tao câu được nóng rồi đó. Câu lớn rồi. Ôi, nước vàng. Lên một con nữa, quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Câu cá lớn là có nhiều sinh. Bây giờ chuẩn bị mình lấy điện thoại ra chụp gỡ cho bằng toàn đi, thấy nó ghiền luôn á. Mồi còn chút xíu không biết nó có ăn không.
Mình mới đường con nữa nè mọi người. Người nhìn kỹ con cá bóng nha, bây giờ mới cho mọi người xem kỹ. Mình thì đang dùng cái máy quay đeo trên ngực, cái máy quay nhỏ thôi, cái máy quay lớn kia thì nó rõ hơn á, nhưng mà nó cồng kềnh quá rồi, phải cầm một tay, không có đeo trên ngực được. Nước mình cũng sợ nước vô cái máy quay lắm nha, nước biển mà. Câu có một buổi mình hư cái máy quay chết luôn á. Khó rửa ha. Đây, vô. Vẫn còn cục mồi, bao nhiêu vẫn câu được dính được cái tiếp á. Ở này thì ngoài cá thì còn có ghẹ mà. Con còng á. Con ghẹ chứ không phải con còng, nhưng mà nó giống còng á. Mà cái con đó mình câu không được đâu. Nó nhát lắm, thấy mình nó chạy không có nhấp như thế này được. Bóng thì thường nó có con bự hơn, nhưng mà chỗ này thì bên lớn thôi. Hy vọng tí nữa biết đâu mình bắt được con bự, thiệt là bự. Rồi chắc mình đổi con bự thôi. Mình mới gắn cục chì cho nó nặng, nó chỉ xuống dưới nước này nó đẩy, không có chì nó nhẹ đẩy đi lắm. Xuống như nhanh. Tại con cá bóng này nó hay ở dưới, nó núp dưới, nó ăn dưới đáy mà. Tuy nó cạn thôi, nhưng mà nó nổi nó ăn đâu. Ăn dưới đáy á. Chì vô rồi. Đau hết rồi. Hết mồi luôn. Giờ mình đổi lại cái chỗ cái lỗ đầu tiên mình câu nè. Tại vì nãy mình chỗ đây mình mất hai cái lưỡi câu, hơi tức. Nguyên. Hết cái này bỏ cá này, cái bạch kia mình để kia rồi. Đi đây tí. Chết không ta? Có gì nó mất nước rồi chứ. Nó vàng, kinh quá. Nãy giờ câu được có bao nhiêu thôi, ít à. Không biết đủ ăn không nữa. Con này mới câu rồi. Bỏ qua đường đây luôn. Mình treo đây. Tụt không ơi, không tụt đâu. Mình sẽ xuống câu đây. Không được bự nữa nó bảo. Gì sớm mày à? Sớm mày về hả nở rồi nè, có chưa nổi hết mồi từng quá hả, từng biển á bự lắm. Tình mà cứ này chịu nổi. Thôi giờ đi về. Không chơi. Bao
như là về kho tiêu dự ăn được. Mấy con rồi mọi? Đây nè. Mình đem về đi chứ. Đây là gì đây ta? Đem về nấu ăn đi. Không. Hử? Đấy. Mở vô che đi. Mở hết ra đem về. Lên có khi nào mấy cái xe mất dấu không? Mấy đứa thì nó chào quá.